Trong 3 ngày từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, sau hơn 2 năm chờ đợi, hơn 1.500 bạn trẻ đã tham dự chương trình Đánh thức sự giàu có lần thứ 51 do luật sư, diễn giả Phạm Thành Long thực hiện. Trải qua 50 chương trình đánh thức sự giàu có với quy mô từ Bắc tới Nam, hàng chục nghìn người, chủ yếu là các bạn trẻ đã được khơi dậy sự giàu có trong chính mình, giúp họ tự tin hơn, sống có trách nhiệm hơn. Mỗi người khi tham gia chương trình đều mang theo những thắc mắc trong cuộc sống, trong kinh doanh để cùng nhau chia sẻ và tìm ra những phương thức giải quyết qua những câu chuyện thực tế đầy thú vị của luật sư Phạm Thành Long. Đặc biệt, với các bạn trẻ đang mong muốn khởi nghiệp, chương trình còn đưa ra những định hướng tốt nhất để thành công trong kinh doanh. Chương trình đánh thức giàu có lần này là chương trình lần thứ 51 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cái mong muốn mà tôi mang đến cái chương trình lần này đó là giúp cho những người tham dự chương trình nhận thức được là mọi tiềm năng đã có sẵn ở trong chúng ta. Năm cái yếu tố tác động đến cuộc sống của chúng ta là cảm xúc, thân thể, mối quan hệ, tiền bạc và thời gian. Năm yếu tố này đều có tác động qua lại ảnh hưởng đến nhau. Bằng việc thay đổi một trong năm yếu tố thì có thể làm thay đổi cả bốn yếu tố còn lại. Trong chương trình tôi sẽ giúp cho mọi người nhận thức được điều gì có thể làm cho cơ thể chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn, điều gì làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên có chất lượng hơn thông qua việc xây dựng những mối quan hệ với những người xung quanh. Thì chương trình này đã giúp cho họ hiểu được rằng con đường duy nhất để có thể tiến lên sự giàu có đó là giúp đỡ, làm thay đổi cuộc đời của những người khác thông qua sự chuyển đổi của mình. Bán hàng cũng là giúp đỡ mọi người, kinh doanh cũng là giúp đỡ mọi người, và đó là con đường làm giàu chính đáng. Đánh thức sự giàu có chỉ là chương trình mở đầu cho chuỗi các chương trình khác như lập trình vận mệnh, IPS, xây dựng hệ thống bán hàng, giúp mỗi người phát triển bản thân cũng như lĩnh hội nhiều kiến thức mới mẻ trong kinh doanh. Tôi là Ngọc Anh, đến từ Hải Phòng, và đây là lần thứ 3 tôi có mặt tại khóa đánh thức sự giàu có của thầy Phạm Thành Long. Và đến với khóa học này thì tôi luôn luôn cảm thấy vô cùng hào hứng và nhận được rất nhiều những giá trị tuyệt vời. Tôi giàu có về mặt thời gian để tôi có thời gian để chăm sóc gia đình của mình, chăm sóc các mối quan hệ và có thời gian để học tập. Và từ những kiến thức của thầy Phạm Thành Long thì tôi đã vận dụng hàng ngày để liên tục thay đổi, liên tục tiến lên, để từ đấy thì tôi có một cuộc sống tốt hơn và hạnh phúc hơn. Sau thành phố Hồ Chí Minh, đánh thức sự giàu có lần thứ 52 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào trung tuần tháng 8 năm 2022, mang tới cho các bạn trẻ khu vực phía Bắc những trải nghiệm mới trong cuộc sống và trong sự nghiệp.